siêu thị. Đây là cái siêu thị đồ si. Thì nó bự thì thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, xuống chỗ khách mới trước đây. Có xe rồi, siêu rồi. Rồi tới em rồi. Đang chuẩn bị môi đồ. Lý cầu trường lấy môi nè. Lấy môi. Lý. Đây là cái chỗ săn hè ở Tây Ninh. Kiếm đó hả? Đúng rồi, có mấy cái đẹp đó. Hey, mình đang chia ra. Thì nãy giờ các bạn cũng đã xem rồi. Mình đã có một chuyến đi săn đồ ở Tây Ninh tiếp theo ha. Và ngày theo mình đánh giá là mình khá là thành công. Mình chỉ tốn một ngày để mà săn hết được cái đống đồ như thế này. Thì mọi người hãy cùng xem mình săn được gì trong chuyến đi Tây Ninh rồi ha. Và mình nghĩ là mình sẽ review nhanh thôi. Tại vì cái vlog của mình thì hình như là review nó không có rất là dài để tốn như vậy chưa. Bây giờ thì bắt đầu là cái phun trắng. Đấy là cái hiện này thì mọi người đều thích ha. Dù sao nói thì nó đơn giản nhưng mà cũng không phải là cũng ok. Còn trước thì có một cái lưng luôn. Đây. Thì hôm nay mọi người có thấy gì thấy không? Mới mua được đồ chơi mới ha. Chế đó một cái con quay có nhiều đèn hơn. Đây. Tiếp theo là một cái phun trắng. Một cái ben nhạc gì đó. Đây như là một cái ban của cái ben của Nhật. Nó phun trắng hôm nay thì mình săn được cũng khá là tích cực, hầu như là còn như mới luôn, không có bị dơ hay là bị gì hết. Không, nói chung là nó phun trắng mà nên là nó không dơ đã là vui lắm rồi. Nó không bị ố vàng hay là không bị cái đốm bạc vàng thì đã nám, thì rất là đẹp. Tiếp theo một cái khung trắng, một cái khung này có một cái hình phối màu rất là đẹp luôn, màu nhìn rất là người nào thì sẽ biết là áo còn rất là mới luôn. Theo một cái áo màu trà xanh đê. Áo này thì còn hình rất là mới, rất là đẹp. Kiểu hình nó chiêu chiêu tà xanh, một cái áo màu tà xanh sẽ ít lần luôn. Đây là một cái áo lần đầu tiên mình săn được bàn tay của Nga. Bữa thì mình có nói rồi đó, những ai mà săn đồ si thì đều kiểu là hy vọng săn được một hình xe, một chiếc áo mà kiểu xe nó kha hay gì đó. Thì lần này mình đã săn được. Đây, một cái hình xe. Kiểu nó cũng không phải là chính hãng mà gọi là in từ cái áo của Natka này là giống như là một cái hình của Natka in trên một cái nền áo phong khác. Nhưng mà cái hình này mình thấy rất là đẹp luôn. Nên lấy thôi. Hôm bữa đó mua hai kiện, một kiện là áo thun trắng, một kiện là áo màu. Nhưng mà tổng cộng mình lấy được có như là 6 cái áo à, 6 cái áo thun duy nhất. Thì xác suất mà đi khui đầu kiện thì cũng hơi rủi ro ha. Tính ra hai kiện mà mình lấy được 6 cái trong đó có một cái áo xe thì mình thấy là phèo à. Rồi chị áo thun với chị về thôi, chuyển qua áo khác ha. Chuyển qua áo khác, đây là một cái áo của Đáp, đơn giản thôi. Nó là một cái áo màu đen ba sọc đỏ, ở trước có một cái logo, rồi ở sau chơi hết. Thì mình thấy là áo khoác Đáp này á, cái cộng dây kéo á thì kéo rất là đã.
Nhưng mà em biết đó, thì thường là mình đi là đi mua mà áo khoác hay gì đó có dây kéo thì mình thường chết cầm dây kéo đầu tiên. Thì mình thích có kéo nó thoải mái xíu. Đây, bận vô thử ha. Đơn giản thôi, không có gì hết. Cái này thì dành cho bận thời tiết mùa hè đi ngoài sẽ đi ở Sài Gòn mà trời nắng thì tuyệt vời, rất là mát đó, không có nón, chỉ vậy thôi, đơn giản nhưng mà đẹp. Những kiểu nó đơn giản nhưng mà không bao giờ nó bị lỗi thời ha. Tiếp theo một áo đắt màu trắng, ở trước thì chỉ có logo thôi, ở sau trơn. Cái dòng này dòng dành thể thao á, nên mùa hè bận rất là tuyệt vời. Đây một cái chi tiết mà phải nói là mình rất là thích từ các dây kéo của đắt. Áo này thì nếu mình không làm mình chết thông tin á, thì nó được sản xuất năm 2017 thì phải. Cũng còn lại đây chắc là vậy, 2017 thì phải. Đây là một cái dòng original thôi, đây là một cái rất là mới luôn. Các bạn hãy xem nếu mà có một vài đặc điểm nhận dạng pha ke mà kinh điển nhất, nhưng mà những cái dòng original đá gần đây mà không có cái móc này thì xác suất pha ke rất là cao nha. Đây một cái áo trắng hầu như là còn rất là mới luôn. Hôm qua thì bà sọc, nói chung là cái này size nó hơi nhỏ, cái này size chắc là size L mà đối với mình nó hơi nhỏ, và nó khác nó hơi rộng xíu thì sẽ dẹp nhiều hơn. Cái này thì hơi nhỏ nhưng mà quả rất là đẹp, mình rất là thích cái này, nhưng mà chắc là mình vẫn không vừa à, mình sẽ để lại cho một ai đó nó vừa hơn mình. Mình còn một cái hút điền đá nữa nè, các bạn hãy xem hình nó, hình nó làm tạo ra rồi. Cái đó thì to rất là đẹp, thì mất một phần dây nhưng mà cũng rất là thích, mình thích lắm. Đây tiếp tục quên là mình chưa có một cái mà một cái lá nữa nãy giờ mình quên. Cái này chắc là mình sẽ để dành và mình cũng không bó lên làm gì, mà mình sẽ đi với các bạn xem. Đây là một cái đá, một cái hút điền, cái hút điền của đá, cái gì kéo bị mất cộng dây rồi. Đây một cái dòng original nữa, cái này đặc biệt là hai cái này, mình có hai cái này còn một cái đá hút điền kia nữa mà mình chết có cái mà ra luôn. Như là cái dòng này nó mới original mới nè, mới nè thì chết cái là ra. Cái này là cái hút điền của đá, nó khá là dày, rất là dày, bên trong thì có lông, có một lớp lông kiểu như là giữ ấm, chứ mình giữ ấm nên cái này mình sẽ để lại để dành mở. Mình ở Sài Gòn thì nó không có lạnh lắm nhưng mà mình thích cái này, mình sẽ để lại. Đây ở trước có một cái lưu của đá ở sau trường, còn như là không có gì hết, nhưng mà cái này rất là đẹp, mình ăn được, rất là may mắn. Tiếp theo một hương thì đá lỡ đá là cho đá hết luôn, tổng cộng là nãy giờ thấy chỉ một cái mặt thấy là 6 đá rồi. Hương thì của đá bạn đang không để một chút còn sau sau bây giờ em đi đá phần cái logo. Cái này thì bị cắt một cái tag à, ban đầu mình cứ tưởng nó là pha ke nhưng mà nhìn lại thì nó có một cái tag như thế này, còn cái tag phụ đã bị cắt thì nhưng mà chích cốt là ra luôn. Thì cái này là chắc chắn là yêu, nhìn khỏi cần chích cốt, nhìn các chi tiết của nó thì mình cũng đã xác định được 80% rồi. Đây đơn giản thôi, cái đề này hơi nhỏ và cũng còn rất là đẹp rồi. Tiếp tục chuyển qua nai. Hôm nay là chuyến đi lần này là chủ yếu là đáp và nai thôi, đúng hai cái mà mình đang tìm. Này cái đề màu xanh của nai đó, mặt trước có một cái logo hơi to to và chìm chìm. Cái này thì cái đời nó chắc là năm 2000 mà sao trơn. Cái này là một cái màu xanh mà xanh gọi là xanh blue mà. Tay áo thì nó hơi rách một xíu nhưng mà đối với mình không sao, đây là còn rất là bụi, mình cũng biết cái này cũng như mà hơi nhỏ. Rồi tiếp theo một cái nai, tiếp một cái hoodie của nai. Cái này thì cũng đơn giản thôi, vậy trước có một cái logo, vậy sao chưa còn một dây như thế này thì xác suất tiêu là 80%, còn không có là ngược lại. Còn một cái hoodie của nai nữa, các bạn thấy nha. Đây tiếp tục đó, cái đó thì màu đen nó cũng hơi tạo bạn nhưng mà size M, vì chất thì nó là về độ thời gian thì khá là chắc ha. Tiếp tục cái đề tiếp là chủ yếu đề thôi. Dicky, đây là cái Dicky lần đầu tiên mình săn được luôn, mình thấy cái hiệu Dicky mà mọi người rất là thích. Này có một cái logo Dicky trên nó, tag cổ cũng là Dicky, cái túi lại là Dicky, rồi trên đây Dicky, bên ngực Dicky, trên tà áo cũng lại là Dicky. Nói chung là cái áo Dicky rất là nhiều,
Rồi, ở bên trong có một cái tag nữa. Bên trong có một cái tag Dickie. Tag này nhìn rất là uy tín, nên không sợ phải kia đâu. Rồi vải ra hết rồi. Nhưng mà bị một cái nữa là chắc là nhiều người cũng sẽ chê nữa, đó là hết rồi. Nhưng mà mình không sao. Lại một cái quần Dickie, quần kaki của Dickie. Quần này size 34 thì sân nhục sim mà, sẵn sàng về sửa thôi. Ở dưới có một cái tag Dickie, sau lưng túi có một Dickie, rất là thái. Và cái tag lưng Dickie này, Dickie nhìn có một cái kaki size 34 Dickie. Cái này bị lủng một lỗ nhỏ mình không thấy, nhưng mà nhỏ nhỏ như là đầu quay tâm, không sao. Tiếp theo một cái quần kaki của Dickie. Dickie túi cũng Dickie luôn. Dickie nói chung là Dickie nó cái hãng này nó có nhiều logo mà nó gắn rất là nhiều vị trí. Mình nhìn logo này là rất là uy tín nên là không sợ phải kê đâu. Rồi hai cái Dickie ha. Tiếp tục một cái rebook này hơi cũ, rebook này 2002, 2004 thì mình check ra được như vậy. Thì cái này là chắc chắn real, không phải kê luôn. Đây, tác hiệu bút. Đây, cái màu nó thì bị bạc bạc, màu xanh nhưng mà bị bạc bạc thành màu tím tím mà. Cũng đẹp, mình thấy đẹp. Hai phần gì nữa ta. Còn cái quần đen Uniqlo. Đơn giản không gì nó bỏ qua. Chà, còn sót. Cái này chắc là một cái hoodie á, cái áo dài tay mà của Na rất là basic luôn. Này kéo hát chip nè. À, cái này bận dành cho những người mà đi tập thể dục, tập thể thao còn riêng nhưng mà đang dịch không đi tập được cũng hơi tiếc. Còn cái hút đi nữa, một cái local, một cái ren mình thấy cũng rất là nổi tiếng nè. Cái này đẹp lắm, còn mới tin luôn. Phải thì nó hơi dạng muối chiêu sọc sọc xíu cũng đẹp. Đó, cái này bị mất cụm dây. Cũng đơn giản mà kéo giống như là kéo lên tới qua nó luôn. Cái này giống như là một phần nó nhái của bếp à, kéo qua nó. Rồi, thì chuyến đi trên đường này, nếu bạn thấy cái chỗ này mình sang đó là chỉ là một cái tiệm nhỏ thôi. Còn đó là khoảng, ở trên mình ví dụ là có 10 tiệm bán Lucy đi, 10 shop bán Lucy thì mình đã đi hết 8 shop rồi, còn 2 shop còn lại chẳng qua là giống như là mình nhìn vào mình không thấy đồ, mình không thấy có chuyện bọn nên thôi mình không vào. Chứ không phải là ấy, thật sự là mình cũng đi rất là nhiều. Đây, đống đồ này là một ngày mình đã săn được nha, trong vòng một ngày thôi. Thì mình đã săn được như đây, mình điểm sơ sơ là tầm khoảng 30 món đó. Rất là nhiều. Nhiều đến mức mà kiểu khi mình lên thì mình không, mình tính là gửi xe lên rồi nhưng mà vì nôn quá cho nên là chở xe lên, đóng hàng và bỏ lên xe chở lên và review liền cho các bạn xem luôn. Rồi thì mình đã giặt quê rồi nên không sao. Nói chung là thơm tho sạch sẽ rồi. Dẫn cái vlog review này để nghĩ thôi, thì hôm nào mình sẽ review kỹ hơn từng món cho các bạn xem á. Và cách như thế là để chép kỹ cái món hàng không bị pha khe, tại chủ yếu là mình đi kiếm luôn. Đầu tiên mình tìm cực chất hàng một xíu, mua cứng một cái pha kê thì chắc cũng tức lắm. À, có một điều muốn nói là như là nếu mà bạn nào ở Sài Gòn mà có những cái địa chỉ nào mà giống như là bán hàng chicken hand hoặc là một cái cửa hàng bán đồ xi gì đó thì hãy comment và giúp mình ha. Mình sẽ lại và biết đâu một ngày nào đó mình tìm được một cái món mà gọi là siêu phẩm mà. Rồi thì còn những ai mà có xem được video này thì nếu mà muốn đi săn cùng, tại vì săn một mình cũng hơi buồn ha, phải có một team đi săn đồ xi thì chắc là vui lắm. Thì những ai mà muốn làm một cái team đi săn thì hãy comment ha. Rồi các bạn nhớ like, share và subscribe với mình. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye.